Trang Nguyễn gửi lời chào đến đại gia đình. Hôm nay Trang Nguyễn sẽ gửi đến cả nhà mình bài vọng cổ Như Lòi Qua Ấy, tác giả Hà Nam Quang. Mời các bạn cùng nghe. Bình bỡ ngỡ chuồng dòng trôi, hành trang mang theo là màu hoa tím. Lục bình cũng muốn chọn bình trôi giữa ba ngã sông chiều. Đã cảm làm chi tâm sự thủy triều, thấy lục bình trôi chợt lòng xe lại, nghĩ con mình cũng dài đó. Nửa sợ nửa lo, biết mẹ cha có thương dâu đào hát. Còn đời bắt nhịp cầu,
rồi đây anh sẽ ôm nỗi đau mong đợi, nghe gió lùa mái hiên mà tưởng bóng bình.